Em review cái cơm tấm bờ bụi ở Cali nè bà con, rất là ngon bà con. Bán này bán ở công viên Garden Grove Park ấy bà con, sau lưng văn phòng bác sĩ Michael Dow á, ngon lắm bà con. Cái đặc biệt là cái sườn ướp rất là ngon, được hai miếng mà em ăn hết miếng, gần miếng rồi, bây giờ còn miếng này. Cơm cũng nhiều bà con ha, được miếng chả, bì cũng nhiều lắm bà con, bì cũng nhiều lắm chứ không phải mấy cọng đâu bà con, này nhiều lắm á, này nhiều lắm bà con. Đặc biệt cái đầu chua thì rất là ngon bà con. Đầu chua có cải cà, có cà, có dưa leo, có đầu chua mà có dưa chua nữa con, ăn rất là ngon, ngon lắm bà con. Trứng vịt, trứng gà, nước mắm cũng ngon lắm bà con. Cái này mình không có, em có nhận quảng cáo à, nghe em ăn tự động em thấy sao nói vậy thôi. Đặc biệt cái sườn á, ướp ăn rất là ngon bà con, giống như là sườn bò đại hàng vậy đó, giống giống như vậy đó bà con. À, mua 10 là tặng một bà con, ai mà muốn cần gì á, thì cứ gọi liên lạc mua 10 tặng một bà con, ta bấm mỗi lần mua ta bấm một cái lỗ ấy, ta đóng cái mộc nó cần cái gì á, thì cứ gọi cái số điện thoại này đó bà con, thì mình ở đâu trước khi ra mình ra lập. Đặc biệt có cho một cái súp súp được cục thịt, mà đặc biệt cái nước nước mát này rất ngon bà con. Nước mát này uống mình đậm đặc lắm, đậm đặc lắm chứ không phải nước mắm mấy quỷ kia cho miễn phí mà uống lặt nhách à. Nước mát này uống rất là ngon mà con, đậm đặc lắm mà con. Bà con tin thử thì cứ ăn uống thử, ra đây mua thử thì em coi nó đúng hay là sai. Còn cái súp này tình thiệt nói thiệt thì súp này em chưa ăn chưa uống thì em chưa biết có bầu ngọt hay là không. Giờ em thử cái miếng coi cho coi thử sao mà. Nước súp này em nghĩ nấu bằng củ quả, tại vì em ăn đồ chay trong chùa em biết cái nước súp này nghe cái mùi củ quả chứ không nghe mùi xương nhiều, không có mùi ngọt, giống như nấu nước da củ quả đó bà con, ngọt ngọt mà ngọt kiểu ngọt kiểu ngọt kiểu da củ quả đó bà con. Dạ, ngon rồi, được cục thịt à. Thì nó tóm lại á, cái cơm này là cơm bụi bà con, cơm bụi bán ở ngoài chiếc xe chắc á, chiếc xe chắc giống như xe của tôi Mễ nó bán vậy đó. Hồi xưa giờ Việt Nam mình chưa thấy cái chuyện này, nhưng mà Mễ thì nghe nhiều cái dịch vụ này rồi, đậu xe sau lưng cái văn phòng bác sĩ Michael Dow bà con, trên đường Westminster mà giữa Broadhurst với Magnolia, trong khu viên công viên của Garden Grove bà con, sau lưng nó tấm lên sau lưng văn phòng bác sĩ Michael Dow á. Nói tới bác sĩ Ma Cầu Đào thì cũng cảm ơn bác sĩ, gia đình bác sĩ có lòng tốt quá tốt với lại nhà bên Phật tử. Rồi, cũng thay mặt bên Phật tử cảm ơn gia đình bác sĩ Ma Cầu Đào nhiều, rất là tốt. Gia đình bác sĩ Ma Cầu Đào có 2 chấm điểm, nếu chấm điểm thì được 10 điểm. Cái cơm này cũng được 10 điểm mà con, cơm này rất là ngon bà con ơi. Cái sườn ăn rất là ngon. Đặc biệt các bà con, cái mỡ hành đó nghe bà con. Đó, bà con nhìn cái mỡ hành nè, có cái tấp mỡ luôn rồi bà con, mỡ hành có tấp mỡ nè bà con, quá trời tấp mỡ không, mỡ hành có tấp mỡ rất là ngon rồi bà con. À, bì nhiều lắm bà con, bì rất là nhiều nha, bì rất là nhiều bà con. À, em thấy giới trẻ bây giờ nó lại đây nó ăn nhiều lắm. À, con cũng nhiều lắm bà con, được miếng chả hồi nãy em quay bà con coi đó, giới trẻ ăn rất là nhiều. Lại đây giới trẻ thấy quá trời giới trẻ rồi, mà ta đậu xe xin xin xịn không bà con, tất nhiên là có vấn đề, tiệm này có vấn đề. Cái giống như biển á, biển biển cơm cơm bụi Cali á, biển người tràn về á, đông lắm bà con, thấy giới trẻ lại ăn rất nhiều. Thôi gì em báo cáo bà con biết, cái gì bà con thử bà con. À, tiệm cơm bụi cái này trên chiếc xe xe lưu động. À, thì đậu sau lưng văn phòng bác sĩ Ma Cầu Đào bà con. À, thấy bán vé giá cả cũng ok, con không đến nỗi mắc, cũng giống giống như mấy kia thôi, nhưng mà cái sườn này rất là ngon, ướp rất là ngon, giống như sườn bò đại hàng, sườn ngon nè ha, nước mắm ngon nè ha, bì nhiều nè ha, cái dao cái
cái xà lách này nhiều nè ha, xà lách này đủ loại nè ha, dưa chua nè, cà chua nè, dưa leo nè ha, có bỏ thêm miếng giấm nè, rất là ngon, mà còn nhiều cơm nè ha. Cái súp này thì súp giống như rau củ quả, nấu với rau củ quả. Và cái nước mát này rất là đậm đà nha bà con. À, chỉ vậy thôi, em chấm, nếu mà cho em chấm á, thì em chấm này được 10 điểm hoặc là 10 điểm cộng. Rồi thôi, em chỉ thấy xem nói cho bà con biết vậy thôi. Cái gì bà con ủng hộ nha. Phố Cali Mua Sao TV số 9 nha bà con. Thank you. Cơm này nó mua 10 tặng 1 đó bà con. À, nhớ lấy cái thẻ của bà con. Là bấm cái hiệu á, cứ 10 tặng 1. Rồi bye bye bà con nha. Happy every day. Thank you, ủng hộ em ha. Phố Cali Mua Sao TV số 9 đó bà con. Cơm rất là ngon, được miễn phí nhiều thứ. Bye bye, thank you.